xong rồi không? Xong anh nhắn mấy người anh nhắn anh người vô nhắn khám. Mấy người kia ra thám tiếp giùm em đi. Anh mã số thẻ nhiêu anh ơi? Còn ai chưa ra số thẻ của anh nhiêu? Cộng 2. Anh tên gì? Trương Long Uy. Trương Long Uy bên đây nè. 129. 129. Lập sổ đâu chị? Đây. Coi chỗ nào trống bên đây, em thắng bên đây trước rồi qua. Thắng ở ngoài xong mới vô. Anh mã số thẻ. 306. 306. Giờ biết quan đi nha. Có đúng như Hoàng không con? Anh Nguyễn Đình Hoàng. Nguyễn Đình Hoàng. Tôi đó nào trống luôn anh. Số thẻ mấy nhiêu? 007. Nguyễn Đình Hoàng, điện viên 007. Nè, ghi cái tên này cũng được không? Ghi tên này cũng được. Đây được. Ờ, ghi đây được nè. Từ ngày tháng năm sinh được. Số thẻ gì đó. Không có anh chắc nhất, không có gì hết gì được. Coi khi khám trước thì chưa khám mà làm có. Trời ơi. Cái gì có gì cả. Sổ sơ trắng bóc. Chưa khá mà đòi có. Ghê vậy. Mã số thẻ nhiêu? Ngồi vô đi. Dạ thì 0033. Qua đâu? 0033 hả? Số cũ nhiêu? Nhớ không? Đó. Số cũ là 0033. À 33 hả? 33 bên này. Ủa 33 không thấy rồi. Nhiều đổi rồi đó. Nè. Đổi này là SP0066 à. Người nào cũng có sổ không? Đi làm thẻ mới cho em đúng không? Đúng rồi, phải đổi qua là gì? Cái gì? Thẻ đeo thì vẫn xài thẻ cũ trước. Rồi qua sửa mới mới xài. Tại vì ký hợp đồng đã chuyển qua ký hợp đồng sửa mới là phải đổi thẻ sửa mới. Em mới không, cái thẻ đeo thì vẫn giữ đúng chủ. Nguyện trai đi. Dạ có ở chợ nó chờ tí cô. Cầm lên đi xuống rồi. Nãy chưa đó thì chúng ta không còn. Đi mấy thùng nắm ở ngoài chú thùng mới đi luôn. Nên đi mấy thùng trước đi. Báo ông nó một tí. Đâu đổi chợ. Đâu biết á. Một phòng ở trong kho đã không tiến chứ nào ở đây đúng không? Nó không tiến chứ nha. Bình thường. Điện máy yếu tim. Điện tiền lẫn đường yếu tim. Anh đâu em? Đó, đó. Anh thẳng tiến tới bệnh viện. Tới bệnh viện khám. Chưa ai đâu? Anh tên gì? Kim. Đó. Ngân với Kim. Phải vô ta. Chà. Dạ, cắt kia cái lâu Kim, ủa của anh là Kim hay Kiểm? Kim. Và Hiền đánh sai thì giống không? Ờ, bả ghi Kiểm đúng không? Ừ. Bởi gì? Xong chưa? Đánh sai tên rồi biết mai mốt lấy được thôi, bảo hiểm không biết. Bảo hiểm mới làm theo chứng minh. Chứng minh anh đúng là đúng, đúng rồi. Chứng minh là đúng hết. Chứng minh đúng là được. Bả bảo hiểm không có làm theo cái gì, làm theo. Miễn sao chứng minh đúng là được. Cái thẻ bảo hiểm cũng tên kiểm. Bả làm theo đúng rồi. Kiểm luôn hả? Đúng kiểm luôn. Rồi vậy là thổ bảo hiểm kiểm luôn rồi, bỏ tay bả luôn. Để lấy khỏi quả coi. Bả hỏi bả coi điều chỉnh này. Dấu hỏi này không có dấu đâu. Đúng rồi, ở đây danh sách đồ bả để kiểm hồi đó giờ mà. Như là cái gì vậy? Ảnh tên Ngân Văn Kim. Kim. À, Kim, mà không có dấu hỏi. Cái bả là Ngân Văn Kim. Chứng minh là Kim. Kim. Mà xong thẻ bảo hiểm của ảnh cũng kiểm luôn. Ý là hồ sơ về có tôi nói luôn. Ủa? Hồ sơ là đúng kia luôn, như y hệt chúng mình. Đây xem mọi người. Rồi người nó đi. Không có động sao đâu, quan trọng cái chứng cái sổ bảo hiểm người ta đó. Một cái mình lên mình làm lại. Mình chỉnh lại cho. Cái gì vậy? Đây đồng ý đây cho mày cho.
nhưng mà nhớ là đi không được cô tư có đồ ăn vô lâu chưa? Để vô từ tháng 5. Tháng 5 mới đây mà đúng không? Đúng được mà. Mai khang mà bà để bỏ mai khang xong bữa hỏi bà mới nói trên đi xuống nữa rồi bà đâu à, chị làm bảo hiểm cho chứng minh mà chứng minh thì nhưng mà nhà chị bảo hiểm thì đúng rồi bỏ tiền mai khang kiểm tra sức khỏe chứ không phải cái gì hoài miễn thì ngoài mã số thẻ như anh 95 quên chi chứ. À, ha, đợi đây 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 xong rồi đi ở ngoài xong rồi mới đi vô trong đây là cầm đây luôn đúng không? Ừ. Nói cho mày đi phía bên ngoài hết thắng hết rồi đi vô trong. Đi luôn thằng khổ luôn hả? Sợ không đo được chứ? Hả số thẻ như anh Hạ Đức Tuyên hả? Anh bên thủ mới đúng không? Ủa chú là Quế em nhớ em gọi này nè con này nè con một có bảy không thấy chờ chị tên gì chị Ngô Thị Nga Ngô Thị Nga à chị Nga hả chị Nga chị Nga ngoài kho phải không đúng rồi ừ mày chắc bất thường quá ha nghĩ cho cái hai có mở đâu nhà bên đây mà đó hả Nguyễn Văn Quế anh Quế này Quế này anh Quế này có sổ hả hả Nguyễn Văn Quế có sổ hả Nguyễn Văn Quế chị nghe rồi vậy lấy sổ này đi sổ mấy người đó Ngô Thị Nga bên đó hả mà đây Ngô Thị Nga chị về 168 à, chị là cái gì chị Nguyễn Thị Hồng Diệp chị à. Mới cho mới chắc không biết chưa có sổ quá không có sổ chưa có đâu bác hả mới chắc chưa à Nguyễn Thị Hồng Diệp không có khám ở gì hả khám đầu mới khám bữa bữa mới khám bữa có báo là ai ký hợp đồng mới khám mà mình khám hồn mới khám mà để tao bên công ty đi đẹp cái gì vậy thì chở chị đi cũng được vậy ừ đi theo chơi lâu lâu được đi chơi ủa Ngô Thị Nga nhớ bữa nay ai ai có người sao nghe nói bữa nay chị nghỉ phép hả ủa chị ký nó ngày 18 lên mà à bỏ đi cái này bỏ nha cái này bỏ nha cân hôm nay cân nữa hả? Em có sổ đúng vậy có 4 chín ký kìa cân kem da mà giờ đi khám phụ khoa được không nghe đi cái gì tôi đâu biết áp đi con hồi nãy em đi nước ủa nãy đo rồi mà giờ đi ra thăm con à dọc lại cái nhớ quay lại thăm phải không cái tướng này chắc đập đá dữ lắm rồi sao còn xương thôi 50 kg em giỡn hoài nửa trăm ký rồi coi
thấy chỗ nào trống mình ban trước là chỗ mau thôi. Đi bu bu đó. Cứ đợi lâu lắm. Còn khám bệnh viện thì chỉ khám mà cũng vậy á chỗ. Đúng rồi. Trống thể vô xong rồi ngồi cái con làm mau. Cái bí quan xong rồi. Chỉ có vô máu rồi. Lấy máu chưa? Máu nó tiểu xong. Rồi vậy đi vô lấy đi. Chị được mấy chữ chị nghĩ tao mày nghe có ba phần đúng 6 tiếng tổng nhà khám này chắc rồi mình làm thử đi đâu xong rồi đúng không chưa cho máu con